Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân Nghệ An đã đóng góp nhiều sức người sức của, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Sau này, khi nhận định về những đóng góp to lớn ấy, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã khẳng định không có hậu phương Thanh Nghệ Tĩnh thì không có thắng lợi Điện Biên Phủ. Tháng 12 năm 1953, sau khi Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ chi viện tối đa nhân lực, vật lực cho trận quyết chiến chiến lược này. Tỉnh Nghệ An đã thành lập hội đồng cung cấp mặt trận để huy động mọi nguồn lực phục vụ chiến dịch. Với khẩu hiệu "Tất cả vì Điện Biên Phủ", quân dân Nghệ An nô nức tòng quân. Thời điểm đó, cụ Hồ Xuân Biển mới chỉ có 23 tuổi nhưng đã hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ. Cụ Biển tham gia vào tiểu đoàn 195 quân khu 4 có nhiệm vụ hành quân sang Lào để phân tán lực lượng và kìm chân đội quân viễn chinh của Pháp, không cho chúng chi viện lên chiến trường Điện Biên Phủ. Thì anh đi thấy phấn khởi là quán chứ không nghìn chuyện trẻ chấp. Không nghìn chuyện trí cảm ấy. Cứ đi rồi là đi thôi. Hăng hải đi sanh nhân trung phong, đi dân công hỏa tuyến. Rồi nghĩa được cái nhiệm vụ cho trên phân công thì sẵn sàng được. Mà nhất cái được sanh nhất, muốn bao nhiêu đôi lắm. Muốn hăng hải đi chiến đấu lắm. Muốn làm thành cái nhiệm vụ chứ. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước, nên vào dịp Tết Giáp Ngọ 1954, Nghệ An đã huy động 32.000 dân công cùng hàng ngàn thanh niên xung phong, công nhân kỹ thuật, quân giới đồng loạt lên đường ra tiền tuyến. Họ có mặt hầu hết ở những cứ điểm then chốt, ác liệt, san lấp hố bom, sửa chữa đường, đảm bảo giao thông thông suốt. Thì hồi nữa nói thực ra là mới 17, 18 tuổi. Thì theo tiếng gọi lên đường là đi tuyển bộ đội là không đúng. Lão bảo là chưa đến tuổi, xung phong đi thanh niên xung phong. Mình nhiệt huyết là như thế. Con ra đó gặp nhau thì anh ở huyện này, anh ở tỉnh khác. Những người mà chấp hành huyện đoàn điều đi thì họ làm trúng bộ trưởng rồi lên. Còn với tôi là học sinh đi thì là chỉ đội viên. Sai mà làm gì thì làm này. Nhiệm vụ thì phức tạp lắm. Không phải lâm đường không. Mà một số thì lâm đường, còn 10 ngày đi lâm đường, 10 ngày khác làm việc khác. Công tác vận tải nó không có. Mà nhiều công tác là như bảo vệ tuyến đường, rồi phá bom. Đặc biệt, từ tháng 2 năm 1954, thực hiện lệnh tổng động viên phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có 5.438 thanh niên Nghệ An hăng hái tham gia nhập ngũ, vượt chỉ tiêu quy định. Riêng bộ đội địa phương cũng đã huy động được 1.924 thanh niên. Tất cả nhân lực này bổ sung kịp thời cho các đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường của chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong 19.000 tấn gạo bộ đội ta sử dụng tại Điện Phủ năm 1954, thì hơn 15.000 tấn do cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Thanh Nghệ Tĩnh sản xuất. Trong đó, riêng tỉnh Nghệ An đóng góp hơn 5.800 tấn lương thực phục vụ cho chiến trường Điện Biên Phủ. Ngoài ra, Thanh Nghệ Tĩnh nói chung, Nghệ An nói riêng, còn là trung tâm sản xuất vũ khí, trang bị, vật chất, kỹ thuật phục vụ cho chiến trường Điện Biên Phủ. Chúng tôi thống kê được rằng, riêng quân và dân Nghệ An đã sản xuất được hơn 300.000 viên đạn, hàng vạn khẩu súng, hơn 20.000 lưỡi cuốc, lưỡi xẻng công binh cung cấp cho bộ đội ta trực tiếp chiến đấu trên đường. Trong số 13 người con Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam được phong tặng và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Điện Biên Phủ, thì có 5 người của Thanh Nghệ Tĩnh, trong đó có 3 người của tỉnh Nghệ An chúng ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên bán đảo Đông Dương. Đóng góp vào chiến thắng đó có vai trò hết sức to lớn của quân và dân Nghệ An trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ hậu phương, trực tiếp chi viện kịp thời sức người, sức của cho mặt trận Điện Biên Phủ. Cùng với nhân dân cả nước, làm nên một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.